tặng ta vết thương đau ngọt ngào, chẳng nỡ nần gì nhau, hãy để tình ta bay. Vâng, em xin chào anh em mình. Thì trước màn hình anh em đang xem là cặp loa toàn giải Electro Boy SB12B bản 8 ohm, sản xuất năm 1971 nha các bạn. Thì loa có độ nhạy là 98 dB, công suất là đạt được là 60W, giải tần đáp ứng từ 35 cho đến 15.000 Hz. Thì tình trạng là loa về là nguyên bản, anh em mình thấy là giấy loa còn rất là mới và cái viền giải còn rất là tươi và còn mềm nha anh em ha, còn rất là mềm, mấy chục năm rồi các bạn. Thì màng là màn giấy xếp nha anh em. Thì với thiết kế màng này cho tiếng bass mềm và sâu nha anh em, là một nét đặc trưng của Electro Boy nha các bạn. Và anh em mình thấy là lo phiểu còn rất là đẹp, không có bị nhăn, bị gãy và bị là bị gắt nè ha. Thường mấy cái phiểu cổ thì nó hay bị là bị lỗi lắm các bạn, mà cặp này còn rất là đẹp nha. Đó, thì mình xin quay bên đây luôn nha các bạn. Đó, thì về phần giấy lo thì anh em mình thấy là nó còn rất là độ keng nha các bạn. Thì ở đây á, thì nó có ba cái điểm nhỏ xíu ha, mình quay cho anh em mình xem luôn. Tại vì những cái đôi lo này là những đôi lo toàn giải cổ và mang giá trị sưu tầm, và cũng như là anh em mình là muốn xem kỹ chi tiết cái sản phẩm mình chuẩn bị mua. Về cặp lo này thì phần giấy lo thì anh em mình thấy là chỗ này nó bị móp giấy một tí nha các bạn, móp giấy một tí chứ không phải là gách nha anh em mình nhìn nè. Đó, mình là cố gắng mình quay cận cảnh và kỹ cho anh em mình xem, anh em có tí xíu nha anh em ha. Đó, thì có cái điểm này mình muốn chia sẻ anh em mình nha. Nói chung là anh em nào mà chơi thâm niên lâu năm á, thì với cái lỗi nhỏ này á, thì nó cũng không có đáng là gì đâu các bạn. Thì anh em mình biết là đôi lo được sản xuất năm 71 cho đến thời điểm này á, về cái phần giấy lo và phiểu lo còn được giữ đẹp như thế này là một điều rất là tuyệt vời rồi nha ha. Thì nhiều lúc thì mình chia sẻ anh em mình quá kỹ thì nói chung là mình cũng hơi khó bán nha các bạn. Đó, thì mình đứng xa ra thì không thể nào mình nhìn thấy được cho anh em ha. Nói chung là mình bán cho anh em mình được lần này thì cũng còn lần sau, thì anh em mình mua đúng hàng, đúng sản phẩm và chất lượng ok thì anh em mình còn giới thiệu cho bạn bè anh em cùng chơi cho em nữa, thì cái đó là còn rất là quý hơn nha các bạn ha. Và đôi lo này có giá là 11 triệu nha anh em. Thì xương lo còn rất là đẹp và rất là mới nha các bạn. Xương là xương gan đúc, cầm rất là nặng tay nha anh em. Thì lo này có trở kháng là 16 ohm nha các bạn. Đó, mình sẽ quay cái phần con lo, cái lo còn lại anh em mình cùng xem, rồi mình sẽ mời anh em mình nghe đoạn test nha. Thì anh em mình lưu ý là cặp lo này có giá là 11 triệu nha các bạn. Đó, thì giá khá là mềm nha anh em ha. Đúng ra thì thời điểm này thì mới có giá này thôi, còn mấy cặp này thường trước á là nó cũng phải là 10 bèo nó phải là 14 triệu nha anh em. Cục shop này eBay đóng hàng các bạn, bên eBay đóng hàng hay bỏ shop trong thùng lo đó em. Đó, còn trong này nữa mình cũng không biết nữa, nay mình móc cái tay vô để mình dở cái lo thì nó dính giọng nha các bạn. Đó, về phần con lo nè, mình quay hàng á, mình bán cho anh em mình là mình quay khá là chi tiết nha các bạn ha. Bây giờ mình xin mời anh em mình nghe đoạn test. Thì mình sử dụng con bao IT, thì con bao là bao Mỹ xuất châu Âu, điện là 220, giá là 6,5 triệu. Thì mình sẽ ghép bằng con ghề đèn, ghề là ghề kit nha anh em ha. Bây giờ mình sẽ kết nối dây vô và mời anh em nghe đoạn test. Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào, chẳng nỡ nần gì nhau, hãy để tình ta bay cao. Từ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá tà tơi. Thà một lần đi cách xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi, vội vàng lên nhan sắc chưa tàn úa, mai mốt sao
đã dìu ta đến một phần. Vâng các bạn, thì cũng như là mình vừa test và chia sẻ đến em mình một cái đôi loa toàn giải đến từ Mỹ ha, một anh lớn trong dòng âm thanh đến từ Mỹ nha các bạn. Electro Voice SB12B bản 8 ohm. Và cặp loa hiện tại là mình đang trên bán chia sẻ nên mình cái giá khá là tốt, rất tốt chứ không phải là khá là tốt, giá là 11 triệu nha anh em ha. Thì anh em có nhu cầu anh em liên hệ, loa là bao zin nguyên bản cho anh em mình. Thì mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Em xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào mọi người.